chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thủ tướng dự hội nghị cấp cao ASEAN Ấn Độ với chủ đề chia sẻ giá trị cùng chung vận mệnh. Hội nghị được xem là hoạt động đỉnh cao khép lại đợt kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối tác giữa hai nước. Việt Nam đứng thứ 6 trong 10 nước tăng trưởng du lịch mạnh nhất thế giới đầu năm 2017, thế nhưng doanh thu từ ngành này vẫn chưa cao. Đâu sẽ là giải pháp? Câu trả lời sẽ có trong phần tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Cộng đồng người Việt tại nước ngoài chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam khi lần đầu tiên giành chiếc vé lịch sử vào trận chung kết của giải vô địch U23 châu Á. Và sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã tới thủ đô New Delhi tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN Ấn Độ và dự lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi với chủ đề chia sẻ giá trị chung vận mệnh. Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN Ấn Độ là hoạt động đỉnh cao khép lại đợt kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối tác giữa hai bên. Với chủ đề chia sẻ giá trị cùng chung vận mệnh, hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN Ấn Độ là hoạt động đỉnh cao, khép lại đợt kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối tác giữa hai bên. Trong chương trình hoạt động và nghị sự của hội nghị, dự kiến với vai trò của Việt Nam là điều phối viên quan hệ giữa ASEAN và Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Narendra Modi cùng lãnh đạo các nước ASEAN sẽ kiểm điểm tiến trình hợp tác ASEAN Ấn Độ trong 1/4 thế kỷ qua, đồng thời đề ra định hướng cho hợp tác trong giai đoạn tới, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Các nhà lãnh đạo của 10 nước ASEAN và Ấn Độ sẽ có phiên họp hẹp để trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác biển giữa hai khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ. Trước khi kết thúc hội nghị, hai bên sẽ ra tuyên bố Delhi. Sau khi tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN Ấn Độ vào ngày 25 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng với các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ tham dự lễ diễu binh mừng Ngày Cộng hòa của Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ mời 10 nhà lãnh đạo ASEAN tham dự sự kiện quan trọng này, nói lên vai trò quan trọng của ASEAN trong chính sách đối ngoại của đất nước hơn 1 tỷ dân này. Trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, chiều ngày 24 tháng 1, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với ông Trần Hy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã khẳng định sẽ tiếp tục đưa quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, ngày càng tốt đẹp, tăng cường hợp tác thực chất giữa các bộ, ngành, địa phương, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giải quyết tốt các vấn đề trên biển. Trước đó, đoàn cũng đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ và phòng chống tham nhũng. Sáng ngày 24 tháng 1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 và năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã nhận định năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 và năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017 đã thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, có điểm nhấn và có sức lan tỏa cao, đã góp phần tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức của nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong quá khứ cũng như hiện tại. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị phát huy những kết quả của các hoạt động nói trên để tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện với Lào và Campuchia trên cơ sở quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống vì lợi ích của nhân dân mỗi nước. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp tục tham dự các hoạt động tại Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 48 tại Davos, Thụy Sĩ. Sau khi tham dự và phát biểu khai mạc tiệc tối ASEAN với chủ đề ASEAN thịnh vượng trong biến chuyển dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, vào sáng 24 tháng 1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng có bài phát biểu với tư cách diễn giả chính tại phiên thảo luận về triển vọng chiến lược ASEAN. Phó Thủ tướng cho rằng ASEAN cần đẩy mạnh hợp tác và liên kết kinh tế nội khối, ưu tiên thúc đẩy hợp tác thực chất về khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, khai thác tốt hơn các thỏa thuận hợp tác kinh tế với các đối tác trong và ngoài khu vực. Bên lề hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có nhiều hoạt động song phương khi hội kiến với Thủ tướng Peru, tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác Hà Lan,
tiếp chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn lớn như HSBC, Google, BAE Systems, Marsh & McLennan, SK, Carlsberg. Trong sáng ngày 24 tháng 1, hội nghị khởi động chương trình hợp tác y tế giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã diễn ra tại Hà Nội. Chương trình đặt ra mục tiêu tăng cường năng lực của hệ thống y tế nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và bình đẳng đối với tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương. Gánh nặng từ các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng sẽ được hỗ trợ giải quyết, cung cấp dịch vụ có chất lượng ở tuyến y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính y tế và tăng cường các quy định về dược phẩm, vaccine và các sản phẩm y tế để đảm bảo tiếp cận tốt hơn với các loại thuốc thiết yếu và công nghệ y tế. Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tài trợ cho Việt Nam hơn 21 triệu đô la Mỹ trong giai đoạn 2018-2019. Trước đó vào ngày 23 tháng 1 đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhận giữa Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS về việc xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa. Lễ ký thực hiện hóa bước đầu cam kết của Tổng thống Hoa Kỳ và Chính phủ Hoa Kỳ đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam về việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Christensen khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Việc hợp tác để cùng nhau giải quyết những vấn đề do chiến tranh để lại sẽ tiếp tục là một trong những trụ cột chính để sự hợp tác cũng như là quan hệ hợp tác Hoa Kỳ-Việt Nam ngày càng hiệu quả, thiết thực. Ngày 24 tháng 1 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị hợp tác Việt Nam Nga trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ an ninh mạng từ Nga. Sự kiện đã góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nga cũng như thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin giữa các viện, trường đại học cùng hai nước. Tại APEC tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bản tuyên bố chung về hợp tác trên lĩnh vực đảm bảo an ninh thông tin quốc tế. Bản tuyên bố trên được giới chuyên gia đánh giá là một tài liệu rất quan trọng cho hợp tác Việt-Nga trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an ninh mạng, vấn đề nóng bỏng và cấp thiết của Việt Nam hiện nay. Tại hội nghị, đại diện của Solar Security, công ty chuyên về phát triển các giải pháp bảo mật không gian mạng và các dịch vụ phát hiện và phản ứng để bảo vệ thông tin quan trọng và cơ sở hạ tầng từ các mối đe dọa an ninh mạng, giới thiệu những sản phẩm an ninh mạng mới nhất. Chúng tôi muốn cung cấp cho các công ty Việt Nam công cụ để có thể tiến hành phân tích một cách nhanh chóng, hiệu quả và chất lượng hệ thống mạng của công ty được bảo vệ như thế nào trước những nguy cơ trong và ngoài hệ thống. Đã hơn nửa năm nay, chúng tôi hợp tác tích cực với một công ty Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, cùng xây dựng những dự án và kế hoạch hợp tác. Hy vọng sau một năm nữa sẽ có kết quả tốt. Các công ty Nga khác cũng đã giới thiệu hàng chục công nghệ an ninh mạng tiên tiến như hệ thống an ninh thông minh, hệ thống an ninh cho các trang web chiến lược mật, định vị máy bay. Hai bên cũng nhấn mạnh chính sự tin cậy giữa Nga và Việt Nam là nhân tố chính cho hợp tác an ninh mạng. Chúng tôi là những đơn vị cung cấp những công nghệ giúp bảo vệ chủ quyền số, chủ quyền trong thế giới mới mà đang có rất nhiều thách thức. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi ở Việt Nam không chỉ đơn giản là bán công nghệ mà thiết lập hợp tác lâu dài và cùng phát minh những công nghệ mới. Thì những cái công nghệ này là cái công nghệ rất là tiên tiến. Cái công nghệ này có thể coi là cái công nghệ lõi. Chúng ta thiếu các cái công nghệ lõi, các cái công nghệ này với những cái tiềm năng của hai bên trong cái về cái công nghệ, về cái nghiên cứu phát triển cũng như là những cái khả năng của thị trường của Việt Nam và những cái cơ sở nghiên cứu và đào tạo Việt Nam, tôi cho rằng cái tiềm năng hợp tác này sẽ rất là lớn. Tại đàm phán với Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày hôm qua 23 tháng 1 tại Hà Nội, Việt Nam tiếp tục khẳng định hợp tác quốc phòng và an ninh với Nga là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tăng cường năng lực quốc phòng của Việt Nam và Nga là đối tác ưu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực này. Việc đảm bảo an ninh mạng của Việt Nam hiện nay là vấn đề đang được quan tâm hàng đầu, là nhiệm vụ cấp bách của chiến lược an ninh quốc phòng quốc gia. Trong đó, sự hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an ninh mạng đóng một vai trò rất quan trọng. Hợp tác này tiếp tục tích cực được triển khai trong năm 2018. Trong phần tiếp theo của bản tin, chiến lược kết nối sản phẩm truyền thống để phát triển du lịch là một trong những giải pháp để nâng cao doanh thu từ du lịch. Cộng
Cộng đồng người Việt tại nước ngoài chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam khi lần đầu tiên giành chiếc vé lịch sử vào trận chung kết giải vô địch U23 châu Á. Tiếp tục những thông tin thời sự, sáng ngày 24 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham mô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam PVPLens. Trong số 8 bị cáo thì bị đưa ra xét xử có Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Đào Duy Phong, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVPLens và Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà. Đây là vụ án tham nhũng trọng điểm, trong đó phần lớn các bị cáo là những người có chức vụ quyền hạn trong doanh nghiệp nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để chiếm đoạt tài sản nhà nước. Có 16 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó Trịnh Xuân Thanh có 6 luật sư. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, PVPLens sở hữu 50,5% cổ phần tại công ty Xuyên Thái Bình Dương, 49,5% cổ phần còn lại thuộc sở hữu của 4 đơn vị cá nhân khác. Cuối tháng 3 năm 2010, công ty này bán toàn bộ 9.584 m² đất tại dự án Nam Đàn Plaza tại xã Mỹ Đình, nay là đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho bị cáo Lê Hòa Bình. Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đã ký với các cổ đông của công ty Xuyên Thái Bình Dương là 52 triệu đồng một mét vuông đất, riêng với PVPLens là 34 triệu đồng một mét vuông đất. Kết quả điều tra đã xác định Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng, Thái Kiều Hương, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sĩ Hùng, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đã có sự móc nối với bên mua là Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa để ký hợp đồng với giá thấp hơn giá trị thực tế. Trong số tiền chênh lệch 87 tỷ đồng, các bị cáo đã chiếm đoạt 49 tỷ đồng để chia nhau. Cụ thể, Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỷ đồng, Đinh Mạnh Thắng 5 tỷ đồng, Đào Duy Phong 8 tỷ đồng, Nguyễn Ngọc Sinh 2 tỷ đồng và Đặng Sĩ Hùng 20 tỷ đồng. Hành vi này đã cấu thành tội tham mô tài sản theo quy định tại Điều 278 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 tuần. Quý vị, năm 2017 có thể xem là một năm ấn tượng đối với ngành du lịch Việt Nam khi tiếp tục đà tăng trưởng đón 13 triệu lượt khách quốc tế. Theo thống kê mới công bố của Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO, Việt Nam đứng thứ 6 trong 10 nước tăng trưởng du lịch mạnh nhất thế giới đầu năm 2017. Nhưng câu chuyện mà chúng tôi muốn đặt ra ngày hôm nay không phải là bàn về việc làm sao đạt được thành tích đó, mà là câu chuyện khai thác được gì từ những con số tăng trưởng này. Theo phân tích của ngành du lịch, chi phí của khách quốc tế đến với Việt Nam chủ yếu vẫn nằm ở khoản dành cho đi lại, lưu trú, ăn uống, tham quan, trong khi tạo nên nhiều giá trị gia tăng là dịch vụ. Chẳng hạn như là mua sắm thì hầu bao của khách du lịch dành cho mục này còn thấp. Hiện tỷ lệ chi phí du khách đến Việt Nam dành cho mua sắm mới chỉ chiếm khoảng từ 15 cho đến 18%. Trong khi đó tại các quốc gia như Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, tỷ lệ này chiếm từ 40 cho đến 50%. Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế IFC, sức mua hàng thủ công mỹ nghệ của một khách du lịch hiện trung bình lên đến 79 đô la Mỹ một người. Với 13 triệu khách đến Việt Nam năm vừa qua, theo các chuyên gia, doanh thu của du lịch Việt Nam còn có thể tăng thêm 1 tỷ đô la Mỹ, chưa kể khách du lịch trong nước. Việt Nam hiện nay hoàn toàn có đủ tiềm năng để có thể thuyết phục du khách chi trả nhiều hơn. Chúng ta có thế mạnh về nông lâm thủy sản với hơn 1.000 loại đặc sản trải khắp 63 tỉnh thành, sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ hơn 1.700 làng nghề truyền thống. Đấy là một lợi thế cạnh tranh không phải nước nào cũng có. Tuy nhiên, vì đang thiếu một chiến lược phát triển bài bản nên cũng không có nhiều sản phẩm truyền thống của Việt Nam được du khách biết đến hoặc có thể khó tiếp cận với nhiều du khách. Tà Xùa, Bắc Yên, tỉnh Sơn La được thiên nhiên ưu ái một loại đặc sản vô cùng quý giá, đó là trà san tuyết. Được đánh giá là quý bởi loại trà này được lấy từ những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Xây dựng thương hiệu cho một loại đặc sản có giá trị cao nên thay vì sản xuất như hàng tiêu dùng thông thường, doanh nghiệp này đã đầu tư thêm khâu thiết kế làm quà tặng du lịch. Một phần để mang lại đúng giá trị cho sản phẩm, mặt khác con đường tiêu thụ cho đặc sản không ở đâu khác chính là du lịch. Giá sẽ là đắt hơn. Đắt hơn những cái dòng sản phẩm thông thường. Nếu mà mình đi vào cái dòng sản phẩm phổ thông á, người tiêu dùng á, người ta rất là hay so sánh
Thì là khi mà định mua một cái sản phẩm gì đó thì người ta sẽ so sánh xem là giá của cái nào nó cao hơn đi vào cái dòng quà tặng, thì lúc đó người ta không còn nhiều cái định hình về cái giá trong đầu nữa. Có phương hướng phát triển sản phẩm, thế nhưng giải quyết bài toán đầu ra cũng không dễ. Làm như thế nào du khách trong và ngoài nước biết đến ở Việt Nam có đặc sản giá trị như vậy? Tìm kênh phân phối nào? Gần như tự mày mò trong tất cả các khâu, nên sự tiếp cận của doanh nghiệp với thị trường du lịch vẫn rất khó khăn. Có những cái tổ chức người ta ủng hộ mình để kết nối mình với những cái tổ chức khác đến với gần hơn với khách du lịch, thì mình nghĩ là các cái công ty chuyên về đặc sản như bên mình thì sẽ đỡ khó khăn hơn. Về phía các kênh phân phối cũng không dễ để tiếp cận với các nhà sản xuất. Đó là lý do các cửa hàng tại trung tâm du lịch hiện nay chưa có nhiều nhu cầu mở rộng các mặt hàng đặc sản mới, thường vẫn chỉ tập trung vào một số mặt hàng lâu nay đã được du khách biết đến. Đa phần là thủ công mỹ nghệ làm bằng tay, ví dụ như là những mặt hàng mặt nạ tre, túi cói, khăn lụa. Bất tiện là vì mình không thể qua được, thì mình chỉ liên lạc được với những cái đại lý mà khi search trên mạng ấy, đấy là do cung cấp ở trên mạng để mình liên lạc và lấy hàng, rất là muốn tìm hiểu và đến các đại lý gốc. Luật du lịch năm 2017 đã nhấn mạnh nhiệm vụ mới, đó là khuyến khích sản xuất hàng hóa phục vụ du lịch. Để làm được điều này, đã đến lúc cần vạch ra một chiến lược điều phối các kênh và quảng bá rõ ràng, tăng cường khai thác các giá trị từ du lịch. Như vậy, định hướng phát triển hàng hóa phục vụ cho du lịch đã có. Tuy nhiên, một sự liên kết vào cuộc của tất cả các ngành nghề và đơn vị liên quan là rất cần thiết ngay lúc này để có thể tận dụng được hết tiềm năng sản phẩm truyền thống hiện có. Và để bàn về vấn đề này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Bá Ngọc, Tổng Thư ký Hiệp hội Hàng Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam. Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Tiềm năng của chúng ta có và đã có những chiến lược ở các quốc gia rồi. Vậy làm như thế nào để triển khai những chiến lược đấy một cách hiệu quả và thiết thực hơn? Chúng ta đi đâu chúng ta cũng cứ nón lá rồi phở rồi nem, chúng ta ngay cả các lãnh đạo của Bộ Văn hóa cũng nói về việc đó rồi. Tại sao chúng ta không có một danh mục các mặt hàng mà đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn địa phương và đưa vào cái lộ trình quảng bá ở trên thế giới? Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói rất rõ các 10 sản phẩm quốc gia, các sản phẩm vùng và mỗi làng một sản phẩm, thì đó là những cái định hướng rất cụ thể. Thì những sản phẩm nào trong 5 năm tới, định hướng của đất nước thì du lịch cũng phải là đi đưa sản phẩm vào để quảng bá. Một năm chúng ta có 35 triệu lượt khách trên các cái chuyến bay. Thế thì cái việc mà trên các chuyến bay chúng ta có những cái tạp chí rồi, nhưng mà nó không có những tạp chí như tôi định xây dựng này. Thế ví dụ chẳng hạn như đây mật ong Bạc Hà, thì đây là một sản phẩm mà mang chỉ dẫn địa lý của Việt Nam, một sản phẩm đặc trưng của Việt Nam. Thế thì những sản phẩm này sẽ giới thiệu trên chuyến bay và nó có giá thành rất cụ thể. Doanh nghiệp sản xuất gốm này đã đầu tư thêm hướng làm quà tặng du lịch. Dù đã có kinh nghiệm chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, tuy nhiên với chiến lược mới cũng đòi hỏi doanh nghiệp mất một thời gian nghiên cứu thay đổi những khuôn mẫu truyền thống phù hợp với cuộc sống hiện đại hơn, thay vì phục dựng lại hay theo phong cách của hàng xuất khẩu. Thời ngày xưa thì các cụ có thể sử dụng những cái sản phẩm nó nhỏ và nó to hơn, và những cái dáng đó bây giờ nó không còn phù hợp nữa. Hoặc là cùng là một mẫu hoa văn truyền thống của Việt Nam mình, cùng là những cái màu sắc rất là cơ bản của Việt Nam mình, thì mình cũng sẽ thay đổi, mình đưa những cái hoa văn truyền thống vào những cái dáng hiện đại hơn. Nếu mà nó chỉ đơn thuần là đẹp thì có rất nhiều doanh nghiệp hoặc là họ có thể mua được ở bất cứ đâu. Định hướng được hình ảnh sản phẩm, nhưng để hấp dẫn du khách và thực sự lôi kéo hầu bao của họ, cũng phải tính đến việc khai thác nhiều công năng của sản phẩm, cũng như yếu tố thuận lợi khi vận chuyển. Để định hướng về cái dòng hàng chuyên để cho du lịch, mình nghĩ là những sản phẩm nhỏ, mình gợi ý cho khách những cái cách sử dụng sản phẩm ngoài cái công năng chính của nó. Ví dụ như chiếc bát cơm hoặc là chiếc đĩa, khách hàng có thể sử dụng những cái đĩa đó để đính lên tường hoặc là dùng để trang trí hoặc đính vào một bức tranh. Chưa nói đến việc thành công hay không với cách làm mà doanh nghiệp lựa chọn. Tuy nhiên, sản xuất gắn với nhu cầu thị trường là tư duy cần được khuyến khích và hỗ trợ tại các hộ sản xuất làng nghề hiện nay. Bởi dù có nhiều sản phẩm truyền thống, nhưng không phải sản phẩm của làng nghề nào cũng đáp ứng được thị trường du lịch. Chúng ta vẫn mang một cái tâm lý là bán những cái gì chúng ta có, và có quá nhiều thứ nó khó và nó không phù hợp để cho du khách. Chính vì vậy mà du khách cũng có một cái tâm lý là mua cũng được, không mua cũng được. Làm các cái sản phẩm quà tặng du lịch mang tính chuyên nghiệp hơn thì cũng đòi hỏi các hộ sản xuất phải theo các quy chuẩn quốc tế, hoặc chỉ ít chúng ta phải có những cái thước đo quốc gia chung. Vậy thì làm như thế nào để mà các cái hộ kinh doanh quan tâm đến vấn đề này? Nhiều doanh nghiệp nói là tôi làm hộp chuẩn thì phải rất là phải đầu tư để đạt được cái hiệp Vietgap chẳng hạn, hoặc Globalgap, hoặc là đạt chứng nhận là hữu cơ thì phải đầu tư rất nhiều. Thì họ đầu tư một khối lượng tiền như vậy mà không tìm được khách hàng thì rõ ràng là họ cũng có một tâm lý e dè trong đầu tư.
Chính vậy phải sự liên kết rất chặt giữa cái đơn vị mà trực tiếp kinh doanh và đơn vị sản xuất. Chúng ta nói rất nhiều về liên kết nhiều nhà rồi. Còn cái vấn đề về mẫu mã hàng hóa, nhiều doanh nghiệp hiểu được việc đó, nhưng mà làm thế nào thì lại không biết làm thế nào. Thì chúng ta chưa cơ chế khuyến khích. Ở Pháp ấy, là chính phủ là một tháng ấy, là hỗ trợ 600 euro cho đội ngũ những nhà mà được chính phủ thừa nhận là sáng tạo. Họ cơ chế rất rõ ràng, rất rõ ràng. Và người đấy đi hướng dẫn mẫu mã, hướng dẫn về sản phẩm mới, thì họ có lương cứng, ngoài lương cơ bản giống mọi người rồi, thì lương sáng tạo họ có. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Xin được chuyển sang những nội dung khác. Sáng ngày 24 tháng 1, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã làm việc với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để chuyển công hàm đề nghị Trung Quốc hỗ trợ cấp phép bay cho các chuyến bay của Vietnam Airlines và Vietjet Air chở cổ động viên của Việt Nam sang Thường Châu, Trung Quốc, cổ vũ cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á. Đại diện Bộ Ngoại giao cũng đã đề nghị các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại Việt Nam xem xét dành hỗ trợ đặc biệt trong việc giải quyết nhanh các thủ tục xin cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Trung Quốc nhân dịp này. Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc cho biết sẽ chuyển các đề nghị nêu trên về nước để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, như vậy là đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng và đầy kịch tính trước đội U23 Qatar. Qua đó, lần đầu tiên giành chiếc vé lịch sử vào trận chung kết giải vô địch U23 châu Á. Hòa chung với tình yêu bóng đá nơi quê nhà, cộng đồng người Việt tại nhiều nơi trên thế giới cũng đã trải qua khoảnh khắc nghẹt thở, đứng tim và vỡ òa cùng đội tuyển U23 Việt Nam trong trận bán kết châu Á. Các cộng tác viên của VTV4 tại nước ngoài đã ghi nhận được những cảm xúc như thế. Trong 27 năm qua xem bóng đá thì tôi chưa bao giờ gặp được cái cảm giác như vậy, cảm giác sung sướng như vậy. Xin cảm ơn ông huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và ekip ban huấn luyện cùng với tất cả các tuyển thủ đã đem lại cho tất cả chúng tôi, những kiều bào xa tổ quốc và toàn bộ hơn 90 triệu nhân dân Việt Nam có những giây phút thật là tuyệt vời. Toàn bộ cái nhà máy của chúng tôi sẽ ngừng hoạt động và chúng tôi ngừng lại để coi như là cổ vũ tinh thần cho đội tuyển của U23 Việt Nam, cho chúng tôi thấy rằng là đội của Việt Nam chúng ta sẽ được bạn bè thế giới là sẽ từng bước biết đến đá banh của Việt Nam chúng ta. Mặc dù mình xa xứ nhưng mà mình cũng đáng để dành chút thời gian để mà theo dõi, và rất là vui mừng khi mà thấy đội biểu Việt Nam vào được chung kết. Cũng hơi buồn là mình không được ở Việt Nam để mà ra đường hô hào như các bạn bè mình những năm trước. Tất cả được rung động trước cái kết quả ấy, nhất là khi mà cầu thủ Quảng Hải đã suýt tê vào trong một cái, thì tôi nói rằng chúng ta sẽ thắng, và sự thật là chúng ta sẽ thắng, rất là hãnh diện. Tôi chưa bao giờ xem bóng đá nhưng hôm nay tôi đã theo U23 Việt Nam và tôi đã xem từ phút đầu đến phút cuối. Việt Nam đã ghi bàn chiến thắng, tôi đã thực sự rơi giọt lệ. Chúc mừng đội bóng đá U23 Việt Nam, chúc mừng thành công. Việt Nam thể hiện rất đẳng cấp, hy vọng là gặp chung kết gặp đội một Hàn Quốc hay đội Uzbekistan là Việt Nam sẽ giành chiến thắng và đoạt cúp. Với bản thân tôi và những bà con Việt ở nơi đây, cảm xúc để nói ra bằng lời thật khó diễn tả, chỉ có thể thốt lên sướng quá, tuyệt vời quá, rằng cảm ơn các chàng trai quả cảm đã làm nên một câu chuyện cổ tích có thật cho bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á. Và chúng ta có quyền tự hào về những con người Việt Nam có thể làm nên mọi chuyện. Bên đi, chúng tôi thậm chí đã bỏ cả quầy quán hàng hóa để cổ vũ cho U23 Việt Nam, và cuối cùng U23 Việt Nam đã đạt được một kết quả rất tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, kỳ tích, nổi tiếng kỳ tích. Mọi người ở Hàn Quốc chúng tôi thực sự là triệu con tim cũng mong hướng về đội tuyển của chúng ta, chúc đội tuyển của chúng ta luôn thành công và sắp tới trận chung kết sẽ thi đấu thật mạnh mẽ và chiến thắng đem về vinh quang cho tổ quốc. Các bạn ơi, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, yeah! Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Màu áo trên vai là hai tiếng Việt Nam, bàn thắng ta ghi từ tay năng tuyệt vời.
đời. Nào bạn ơi hãy căng sức lên, triệu người đang cùng ta tiến công, dành vinh quang cho quê nhà Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Vâng thưa quý vị, những cảm xúc và những hình ảnh tuyệt vời vừa rồi cũng là những hình ảnh mà chúng tôi muốn dành để kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại những chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.